Hello anh chào mọi người đã đến video mới. Mình là Trâu Già đây. Hôm nay mình sẽ thử cầm ba lô may mắn vô mình kiếm mấy cái súng thính nha mọi người. Mình sẽ làm thử thách theo cậu mọi người nè mọi người. Mình kiếm được Roja mình sẽ làm Roja, mình kiếm được MK mình sẽ làm MK nha. Có UMP này giờ clear tụi này trước nha. Một thằng. Tranh thủ gạt để tụi nó cái ếch. Còn ngoài này, còn ngoài nghe tiếng chân ngoài này. À nhảy. Chạy đâu bạn ơi. Ui núp rồi. Còn thằng này. Còn thằng này bạn ơi. Ở kìa. Ủa nó đấm nóc mọi người ơi. Hai thằng này. À, để mình. What the hell. Cái ớt không kịp mọi người ơi. Có Umbi này giờ mà ra cái MK nữa đứng bài luôn. Đây có cái M762 nè. Để mình đổi thử nha mọi người. Coi nhân phẩm mình đổi tới đâu nha. Trước tiên cho tụi này cháy lửa nè. Đây để mình xíu mấy bạn ơi. Ra cái gì? What the hell, M4. Ra cái Roja cũng được. Cái M762 đổi không ra MK mọi người ơi. À, tụi nó bắn hành đẩy quá luôn nha mọi người. Chưa mũ chưa giáp luôn nha. Nãy giờ ngồi chưa có mạng nào chứ mới được có mạng. Ui bắn gì ông nội giật cái mình. Cái thằng này chân nào mọi người ơi. Bắn gì đó, bắn cái gì đó. À trống. Đứng trống rồi. Út kìa. Ui tay đứng này nó bắn người mình. What the hell. Chơi cái ếch mạng bên kia. Mày tới số mày rồi. Dám kết mạng của tao. Từ để mình đổi súng đó nha mọi người. Ra cái gì đây? Ủa kìa M7. Chấm hỏi mọi người ơi. M7 đổi ra M4. Sao M4 mình bỏ vô lại mình ra lại cái M7. Khốn nạn rồi chứ. Ủa. Thằng trong bóng cây chạy ra nè mọi người. Mày hả bưởi. Bị boss bắn chạy ra nè. Dạ. Còn trên nữa. Nó lụm luôn. Quá đỉnh. Bò nè. Trốn nãy giờ mới chịu ra hả. Để mình vô đây mình thử lại cái nhân phẩm của mình nha mọi người. Roja nha con. Gì? Còn 6 lượt đổi mọi người ơi. Có tiếng chân nè. Chơi. Như vậy nhân phẩm mình đỏ lắm mà. M7 ra M4, M4 ra M7 đến nước kìa. Đập đầu tường chết mẹ đi. Mình không tin không ra được cái súng thính nào luôn nha mọi người. Ra cái gì đây? Trời ơi. Giết tôi đi. Không tin luôn á mọi người. Ủa tiếng xe vô nè. Vãi cái chướng nè. Ôi ra cái MG. Mà mày cho tao cái MG3 làm gì, tao đâu cần MG3 đâu. Đâu có thử thách MG3 đâu. Roja đi mà, MK cũng được. Ồ, quay vô đây bạn, mày quay vô đây, mình cho người mày. À, mày hai thằng luôn. Đang nóng trong người nha bạn ơi, vô đây. Đẩy cấp 6 gần bắn lồi con mắt luôn. Ủa không tin cái nhân phẩm của mình đỉnh cao phải liền luôn mọi người. M4 ra M7, xong M7 ra ngược lại M4, xong tiếp tục đi ra lại M7. Không tin luôn. Đó, trong những cái số mình nó lỏ thôi rồi luôn. Mày vô đây kia một thằng này. Mày hả bưởi. Hổ báo cáo trộn chạy xe qua ngang bóp kèn hả? Dám bóp kèn với mày hả? Thử lại cái nữa nha mọi người. Còn có mấy lượt ta. Còn lượt cuối cùng nè, lần này không ra đi. Chắc chắn sẽ ra Roja nha mọi người, ăn mừng trước luôn nè. Đấy. What the hell. Ông trời ông bảo là ý trời mọi người ơi. Ông nói Trâu điên à. À Lộc, à Trâu con à, con phải bắn combo này thôi. Nếu mà con không bắn combo này nữa, con không còn combo nào khác để bắn đâu. Thôi mình sẽ làm thử thách này luôn nha mọi người. MG3, M4 theo cầu của Trâu Già nha. Đi thôi. Ủa tiếng gì bên khu hồi sinh nè mọi người. Thấy nè mọi người. Đứng trống nè bạn ơi. Bắn cái gì đó bạn ơi. Nào cái gì? Nào bắn cái gì? Ủa có thằng bye bye ở đằng xa mọi người. Nó bọt rồi. Qua luôn nha mọi người. Còn thằng nữa. Với một thằng bãi bay ở đằng xa nữa. Tụi nó đồng đội nhau hay gì á. Ô bắn mình luôn à. Ghê vậy. Định đấy. Ui. Cứu xong rồi hả. Để mình lên nhà nha mọi người. Lên nhà quan sát cho dễ. Gì vậy? Bắn gì vậy? Bắn xe vậy hả? Bắn à, bắn. Mày nghĩ mày chạy được ư? Ừ. Còn tới chỉ gần mình nè. Lâu rồi không bắn M4, mình mà bắn M4 mấy bạn nát rồi. Mày hả bụi? Bắn tao à. Đâu, cái đây, ở là bò hả? Bò hả? Để gạt hàng kia dòng người. Bò đi đâu? Bò đi đâu? Đâu rồi, không bắn M4, bắn M4 lại phê, bé cái liền. Rồi thằng kia đâu còn đồng đội mấy ông. Mới nóc rồi ra đi. Thề cái số mình nó đen vãi cả chưởng à. Thử mới thử ba lô may mắn mà thôi. Quậy quải quá. Mình nghe nãy giờ mình nghe tiếng đầu là búp bê bye bye ở đâu ta? Ủa cái này mới à, đây. Ui, một đồng một người yếu kìa mọi người. Thôi tới công chuyện mà rồi đẩy với luôn nha mọi người. Vô chơi nó luôn nha. Có thằng hay gì à? Nhiều tới nơi đâu rồi ta? Chạy vậy. Ủa mới thấy nó bay bay đâu rồi ta? À qua đó để lấy xe qua lùa luôn nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh cho mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người thích làm shop gì mọi người để lại ý kiến một lần mình sẽ cố gắng làm cho mọi người xem. Chứ mình thấy mình nhân phẩm mình lỗ quá. Rồi, mới thấy bạn đâu. À, đứng lút đồ hả bạn ơi, tới công chuyện bạn rồi. Mày xong, ra đây. Ui. Ui. Hai thằng mọi người ơi. Ủa mà tưởng có mình nó à. Vãi à. Tí nữa chết quan rồi. Mình chưa quan sát tình hình coi nó tem nó mấy thằng nữa mình ban vô đây. Mẹ đúng là trâu điên này chứ. Ra chơi luôn nha mọi người. Ôi gì, bắn gì, bắn gì. S luôn à. Rồi mới thấy nó rồi. Từ nha mọi người ơi. Phun nước ra chơi luôn nha. Bắn cái gì vậy? Đừng nó phá xe mình nha. Qua luôn nha mọi người. Có cái chân nè, có cái chân gần nè. À ở đây nè bạn ơi. Đâu rồi? U chạy lại vậy. Đâu đây? Mày vòng qua đây hả? Hổ báo với chúng tôi. Hai thằng bay hổ báo mà. Còn thằng đó mọi người qua đầu sát này luôn nha. Tính nóng võ công. Ủa? Ủa thêm tiếng chân nữa mọi người. Ủa tem 3 ta. Hai tiếng chân nữa mọi người ơi. Ủa tem 4 mọi người ơi. Ui không ổn rồi té. Tưởng có thằng mà sao giờ lòi cái hai thằng giờ lòi thêm 4 thằng luôn mọi người. Tem 4 luôn. Ủa phải tiền. Vô nhầm hang cọp rồi mọi người ơi. Lỡ vô hang cọp rồi phải bắt cọp thôi. Mày cọp nè, mày cọp với tôi. Hổ báo nè. Lùa tao vô đây. Lùa tao à. Còn tiếng chân ngoài tay trái nè mọi người, để bắt ngoài đây chứ nè. Hổ báo nè, hổ báo nè, còn thằng này. Gạt luôn. Ra đây, ra đây. Bỏ nghe chưa? Bỏ nghe chưa? Dám dẫn mặt hả? Hổ báo cáo trồn bắn tôi à. Rồi đạn đi thôi mọi người. Ô cái tiếng dưng nữa nè. Ồ bé boss cho mình xin bạn ơi. Ngày gì vết bẩn khi đã có MG3. Ồ vậy cái chữ đã biết ngay mà đã bắn lủng bánh xe mình rồi mười ơi. Cái thằng này đã tụi mày đã đông rồi còn mày bắn lủng bánh xe thì tụi con nào chạy nè. Ủa nó chở nào trên đầu xe mọi người, thằng nào áp ga kìa. Ôi xong tụi mày rồi, bây giờ không có xe dí nữa mọi người ơi. Chạy à, chạy dông. Ui xà quá. Xà quá, thấy chiếc xe không thấy người luôn á. Không té miếng máu luôn kìa. Thôi để mình ra mình kiếm xe dí nữa nha mọi người. Có được chiếc xe ở đâu ta? Ui cái thằng áp ca nè mọi người. À đồng đội chở bạn bị rớt nè bạn ơi. Chơi game AFK nè bạn ơi. Mấy thứ như bạn phải gạt luôn. Sống chi cho khổ thân đồng đội. Ủa? Ủa nó chịu hồi chiếc xe xuống nè mọi người. À tụi nó chạy xe bị dính đó kìa mọi người. Mà tới công chuyện tụi mày rồi. Vô luôn nha mọi người ơi. 18 kêu 26 thằng nữa. Nếu mọi người thấy hay đừng quên bấm cho mình một like và đăng ký kênh nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vô luôn nha. Ủa cái xe bị lật mọi người ơi. Cười é. Má xe này nó bị dính rồi xong nó chịu hồi chiếc xe ra bị lật chiếc nữa kìa. Anh bán dưa leo nè cho em 2 kg anh ơi. Này thì anh bán dưa leo. Anh bán dưa leo bán xe cho hay vậy. Còn thằng này mọi người. Nóc luôn nè, đứng kia lộ liễu các bạn ơi. Chịu hồi chiếc xe bị lật luôn kìa. Mình ba lô may mắn nhỏ phải liền, hai này mấy này chịu hồi xe nữa. Vẫn còn tiếng chân nè mọi người. Nhảy nhảy này. Ở trong đây 3 thằng nha. Giờ tem đủ 4 cái thằng lẻ này, thằng này nãy mình bắn như là 4 thằng. Mình sát. Ủa hình như nó ngoài tường mọi người. Đúng rồi, nó ngoài tường, nó ngoài tường. Gạt mày nha. Nhảy 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 nè. Nhảy 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 nữa đi, nhảy nữa đi. Tăng 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 hả mày? Rồi đi thôi mọi người, 21 kill rồi. Ủa chiếc xe đằng. Rồi thôi. Ui. Cầm DB bắn trả luôn à. Đỉnh đấy. Ủa dừng hay gì? Có hộ báo đẩy quá vô à. Dừng xe gì mà láo vậy bạn ơi. Còn thằng đó hình như nó bị đụng cái đống rơm mọi người ơi. Vô đây mà kiếm ăn. Vô đây mà kiếm ăn. Nó chạy xe bị đụng cái đống rơm. Còn nào đây không biết. Nó chết cái lựu đạn thử nha mọi người. Nãy mình thấy có 2 thằng à, không biết còn nào. Chắc ăn nha. Ra lút đồ nó bắn cho chết. Ở đây luôn mọi người, có 2 thằng à. Ô tụi nó bắn thính nè. À, xong rồi mấy bạn rồi. Nào rồi. À đây chiếc xe là có thính nè mọi người ơi. Bắn thính bắn ngoài bo, giờ bo thu luôn rồi. Ở đây ngoài bo chứ lộn. Giờ chơi luôn nha mọi người. À lút đồ nè. Tôi 2 thằng nè bạn ơi, cấp 1 nè. 999 hả? Thằng đó. À, nấp nó cứu được rồi mọi người ơi. Phá lục bánh xe nha. Gà không được thì tao phá lụng bánh xe thôi, làm gì căng. Không hở người luôn à. Từ mọi người, không lấy giờ mình mở góc. Con này mở góc của anh kia thì nó xa quá. Chống nữa mọi người ơi. Còn không được thì mình bắn nó phá lụng bánh xe đó, mình đi vô bo trước nha. Để coi sao cái. Ui bắn cà khịa tao à. Tao định tha cho tụi bay một mạng đó mà tụi bay bắn cà khịa tao à. Quay lại chơi luôn nha mọi người. Mấy này không biết điều gì hết. Phải biết trên biết dưới nha bạn ơi. Mình đã tha cho bạn một mạng rồi, bạn còn cà khịa mình quay lại à. Ngõ này. Nắp 1 nè. Còn thằng nữa đâu, ra đây. Tụi bay tự lựa chọn cái chết. Chạy qua cú nè. Trời ơi. Đó tụi bay lựa chọn cái chết nha. Đáng lẽ tao tha cho tụi bay rồi đó. Đi thôi mọi người ơi. Nãy mình thấy cái chiếc UAZ chạy ngang qua chiếc cái school này giờ đâu ta? Ui nó chạy đến chính kia mọi người. Chà lẹ vậy cha. Đi luôn mọi người, đang ngoài bo rồi. Cái bo này chắc mình vòng qua hướng bên rui nha, đi qua cầu tụi nó cam. Bò thù giật đâu, giật. Ô, có nhà Doraemon đẹp nè, không biết có ai không nha mọi người. Nên mình chết thử không có ai mà vô mình chiếm nhà Doraemon khu hồi sinh này trước nha. 25 kêu 16 thằng mọi người ơi. Ủa không có đồng tĩnh gì hả, cái nhà này đẹp mà không có ai luôn hả? Ủa mày thôi mình vô nha mọi người. Cho mình xin. Khu này khu VIP rồi mọi người ơi. Mà không biết bao sao như thế nào không biết. Trước mắt thì cứ chết nhà này chứ nha mọi người, chết kỹ nha. Có cha nào nằm trong đây không? Ủa con nào chạy cái kia vậy? Ui. Ủa, mình chưa bắn nữa, mấy bạn bắn mình rồi. Vô ra. Rồi ra vô đây. Ôi vô thiệt mọi người ơi. 2 thằng nha. Ủa con tên cúp bộ này. Ủa tên 4 hả? Có thằng ở thằng à, 3 thằng T3 xuống chơi này với nhau này, một viên đầu nè. Ui chạy nè, chạy đây chạy nè. Vô phòng nè. Vô phòng mày nè, một thằng nè. Vô gạt luôn nha mọi người. Tranh thủ gạt. Còn 2 thằng nữa. Từ mấy anh ơi, xí cho em gài đạn, xí. Mày vô đây. Từ ai cũng sẽ có phần thôi. Không cho tao gài đạn. Mày vô ra mà đội 14 à. Không ít tuổi. 28 kêu mọi người ơi. Bên nhà, ô bên đầu có người nè. Bo nó giật rồi mọi người ơi, bo giật quanh kia rồi. Mình phải lấy xe đi luôn nha mọi người, bên cam nãy giờ. Không có nào mà qua chạy ngang qua đây hết á. Qua cầu sợ bị cam mọi người ơi, 2 cái cầu này ớn ăn quá. Đi cầu bên phải, ô cầu bên phải có người bắn rồi. Thôi mà vòng qua cầu bên trái nha mọi người, cầu bên trái trên đồi có người nữa nè. Thôi liều thôi mọi người ơi, liều ăn nhiều thôi, có gan là có mạng thôi. Con thính đỏ nè, giờ thính làm gì nữa, giờ dừng lại ăn thính nó bắn cho lát rít luôn. Đầu cho đòi đó hết trơn rồi. Thôi vòng qua đây mọi người. Không biết cái đầu bên kia trong bom nha. À đầu bên đây hình như trong bom mọi người. Mình chiếm cái đầu bên đây nha. Hy vọng không có thằng nào trên tay nha. Trời ơi cục đá đẹp luôn mọi người ơi. Trời ơi cục đá cái view đúng đẹp luôn nè, vừa cao ráo luôn nè. Đỉnh. Thôi giấu chiếc xe nha mọi người, ở đây trong bom nè. Giấu chiếc xe đấy, đấy. Còn gì bằng nữa. Ủa bắn thấy nè. Ngồi chống bắn nè bạn ơi, hơi bị láo rồi nha. Thằng lấy chiếc xe chạy nè, chạy đâu. Yếu này mọi người, yếu này. Hồi xong uống nó té xe nóc mọi người, xong mày rồi. Để mình bạn ơi. Đây chết mày nè, tới cái chuyện mình rồi. Để mình. Ít. Nani? Gì vậy? Ui nó nằm đó mình không thấy mọi người ơi. Má cái tật ham mạng không bao giờ bỏ. Má ăn một mạng giờ mất luôn cái top 1 kìa. Trời ơi trận này mình bắn kỹ này phải 30 mấy kêu mọi người ơi. Trời ơi là trời, Châu ơi là Châu, ngu ơi là ngu. Ngu như Châu là có thật mọi người ơi. Tuy không được top 1 nhưng mình cũng đã chơi ngu hết sức. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like, đăng ký kênh cho mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.